vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ôm trọn đại lộc, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, đúng sau 15 rằm tháng 7 âm lịch năm 2024, được lộc ơn trên, phát tài may mắn, phúc lộc tiền quyển theo nhau kéo về, phất lên vô cùng giàu có. Quý khán giả thân mến, cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự làm chủ được mình và được sống tự do, tự tại. Chiêu mời được phúc khí may mắn cũng sẽ đến. Và trong video ngày hôm nay, xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu vận số may mắn của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2024, từ đó nắm rõ số mệnh của mình sẽ ra sao trong tháng cô hồn đặc biệt này quý khán giả nhé. Tổng quan vận trình tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, nguyệt lệnh mộc dục khiến cho tình trạng công việc của bản mệnh thời gian này dễ có những thay đổi không mong muốn. Vì không thể làm cho tình hình cải thiện nên bạn cảm thấy hoang mang, thậm chí là lạc hướng. Thay vì cố gắng kiểm soát, bản mệnh nên học cách để hiểu tình hình, nhận ra vai trò thực sự của mình để tùy cơ ứng biến cho phù hợp. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng chứ không đến nỗi khó khăn như bạn vẫn nghĩ. Tam hội sẽ giúp Mậu Tuất nhận được nhiều sự che chở và yêu thương từ mọi người. Không những thế, thời điểm này còn trao cho bạn nhiều cơ hội để đánh giá lại các mối quan hệ và tránh xa những điều độc hại. Vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu tốt. Tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Trong tháng này, bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn, nhưng không có nghĩa là vung tay quá tráng. Nếu không, sắp tới bạn sẽ không đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống. Trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2024, sức khỏe của tuổi Mậu Tuất tháng này không có biểu hiện nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn hãy cứ duy trì lối sống lành mạnh để đảm bảo thể lực và trí lực của mình. Mình có bệnh thì hãy đi khám, đừng vì bất cứ lý do chủ quan hay khách quan nào mà lơ là các vấn đề sức khỏe của mình bạn nhé. Tháng 7 âm lịch này, thời tiết có phần dễ chịu, bản mệnh cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá nhiều đồ bổ béo gây rối loạn tiêu hóa, luôn giữ mức ăn vừa phải, đừng để trong tình trạng quá no, gây quá tải cho cơ thể của bạn. Xét về phương diện tình duyên ra đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2024, xem tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm gia đình của con giáp tuổi Đinh Dậu. Những căng thẳng của các gia đình lúc này hoàn toàn được hóa giải. Hơn nữa, khi hiểu rõ những tác nhân dẫn đến những hành động, lời nói vô lý của người thân thì bạn cũng nên dễ thông cảm hơn. Khi bạn biết nói những câu an ủi thì một nửa của bạn cũng cảm thấy ấm áp và tin tưởng hơn tình cảm của gia đình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2024, xem tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy,
vận trình tài lộc của tuổi Mậu Tuất luôn rất khó đoán, nên ngay khi có cơ hội tốt, hãy tận dụng. Tuy nhiên, không nên quá liều lĩnh, bản mệnh nên ưu tiên những chiến lược an toàn, có tính dài hạn, không nên chỉ tập trung vào cái lợi trước mắt. Đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch này, nhất bạch bay vào khu Tây Bắc là điềm báo tốt lành, mang tới điểm quý nhân phù trợ cho công việc của bản mệnh tiến hành trôi chảy, giao dịch hay ký kết hợp đồng đều thu về kết quả khả quan. Dự báo có thể có một người bạn nào đó sẽ đưa ra những lời đề nghị cộng tác làm ăn hoặc đơn giản là họ có một kế hoạch kiếm tiền rất thú vị và muốn bạn hợp sức. Dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng ít nhất bạn vẫn thấy rất thích thú. Có chút tiền bản mệnh lại thích khoe khoang trưng diện cho mình về vật chất, nó chỉ tô điểm cho vẻ ngoài và được người khác ngưỡng mộ. Còn thực chất bạn có tiền hay không thì chỉ có mình bạn mới biết. Nếu bạn cứ tiếp tục hoang phí thì cuộc sống sắp tới lại càng khó khăn đấy nhé. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2024. Xem tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, tuổi Mậu cất được chính ấn che chở, để bản mệnh có thể tập trung hoàn thiện công việc, sớm đạt được các mục tiêu. Thời gian này dự báo bản mệnh khá bận rộn nhưng được làm việc mình yêu thích nên dường như bạn không biết mệt mỏi. Tất cả những suy nghĩ chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc trong tháng này. Tuy nhiên, vẫn có những thay đổi khó lường khiến bạn tiếp tục phải thích nghi. Đôi khi bạn cảm thấy nghi ngờ với cả chính mình khi nhận thấy có những chuyện diễn ra không đúng kế hoạch. Nhưng thay vì cố bám theo những mong muốn của mình, thì bạn nên học cách linh hoạt hơn, tận dụng tốt những gì mình đã có, hạn chế những gì được xem là điểm yếu. Dần dần con đường của bạn sẽ sáng tỏ hơn. Đôi khi đi lệch hướng và nhận ra sai lầm của mình cũng là cần thiết để bạn tự mình đánh giá lại, không bị mù quáng với những quyết định có phần độc đoán của mình. Tiếp theo, sau đây sẽ là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối trong tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, để quý cô bác có thể đưa ra những kế hoạch tương lai cho bản thân. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Ôm trọn đại lộc. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đúng sau 15 rằm tháng 7 âm lịch năm 2024, được lộc ơn trên, phát tài may mắn, phúc lộc tiền quyển theo nhau kéo về, phất lên vô cùng giàu có. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ ngày 16 đến 23 tháng 7 âm lịch. Xem bói tử vi trong tuần này, người tuổi Mậu Tuất đề phòng hao tài tán của, cần thận trọng trong đầu tư kinh doanh kẻo bị thua lỗ, nhờ có chính ấn nâng đỡ nên công việc theo kịp tiến độ. Mặc dù có một số sự cố phát sinh, nhưng bản mệnh nhanh trí xử lý đâu vào đó. Bước sang tuần mới có thể nói, áp lực và trách nhiệm trong công việc ngày càng lớn khiến cho tuổi Mậu Tuất có động lực phấn đấu, không mệt mỏi. Về phương diện sức khỏe, sức đề kháng giảm sút, tuổi Mậu rất dễ bị ốm vặt, bản mệnh hay mắc các bệnh cảm cúm thông thường. Cần chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ăn uống tẩm bổ để nhanh chóng phục hồi thể trạng. Xem tử vi phương Đông thấy rằng, khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong tuần này, nên người tuổi Mậu Tuất có phần mệt mỏi, nhưng bạn không hề có ý định bỏ cuộc. Không những thế mà từ những sai sót bạn rút ra được bài học cho bản thân mình để hoàn thiện bản thân hơn. Càng về cuối tuần thì kết quả công việc càng được cải thiện. Nhìn chung, đây là một tuần tuyệt vời để các công việc đang ở trạng thái trì trệ được tái khởi động. Những dự định bị lãng quên cũng sẽ bớt chợt quay trở lại trong tâm trí của người tuổi Mậu Tuất. May mắn là thời gian sắp tới cực kỳ thích hợp để bạn viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở. Hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua. Nếu cần thì bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Tưởng là khôn ngoan như người tuổi Mậu Tuất có vẻ khá ngờ nghịch với những vấn đề liên quan tới tiền bạc trong tuần này. Đừng thấy ai dáng vẻ đáng tin mà vội cho mượn tiền đấy nhé.
sẽ có người lợi dụng lòng tin của bạn để lấy tiền. Bản mệnh nên thận trọng, khôn ngoan trong vấn đề tài chính. Trong tháng cô hồn này, bản mệnh cần phải tìm hiểu, thăm dò ý kiến của những người nhiều kinh nghiệm hơn trước khi cho vay mượn tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ rơi vào vòng rắc rối không mong muốn. Những ai đầu tư kinh doanh thì tuần này cũng không nên vội vàng vì dễ có những quyết định sai lầm. Thậm chí việc kết hợp với đối tác không đáng tin cậy cũng sẽ làm bạn mất một khoản tiền kha khá. Tuần này bản mệnh nên tránh mua sắm. Có thể những cuộc vui bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều, nên cộng nhiều khoản lại với nhau khiến bạn tiêu tốn nhiều tiền trong tuần này đấy. Tuần này diễn ra khá thoải mái, vui vẻ, nhất là khi bạn ở bên những người thân trong gia đình. Khi tinh thần của bạn tốt thì tình hình sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt. Những ai bị bệnh nặng sẽ sớm phục hồi. Trong khi đó, những người lười tập thể dục thì dễ bị ốm vặt, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết hơn. Lúc cơ thể mệt mỏi thì bạn nên ăn uống những chất bổ dưỡng vì đó là cách nhanh nhất để bạn khỏi bệnh. Có vẻ như chế độ ăn uống của bạn không phù hợp với cơ thể của bạn thì phải. Hãy lắng nghe cơ thể của mình để điều chỉnh lại. Bạn nên ăn gì và không nên ăn gì. Đừng bắt chước theo ai hay bất cứ lời khuyên nào của người khác. Theo phong thủy phi tinh, cửu tử bay về phương Nam trong tháng cô hồn, nên dễ bị thất vận chủ về bệnh tim, bệnh liên quan đến huyết mạch. Tiếp theo là tử vi tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tức từ ngày 24 đến hết tháng 7 âm lịch. Tuần này với tuổi Mậu Tuất mà nói là một tuần nhiều thử thách, song cũng đồng thời tạo ra không ít cơ hội để bản mệnh bứt tốc mạnh mẽ về phía trước. Tam hội cục xuất hiện, đảm bảo cho các mối quan hệ xã giao của bản mệnh diễn ra suôn sẻ. Con giáp này dễ gặp được người cùng chí hướng với mình. Nếu hợp tác với những người như vậy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Nếu có trở nên bận rộn hơn trong tuần này, bạn cũng chớ nên nản lòng hay nhục chí. Dù là việc khó cũng sẽ có quý nhân trợ giúp kịp thời. Sự tất bật đó sẽ mang lại cho bản mệnh thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ có được thành công như mong đợi. Trong tuần tài lộc ổn định, kinh doanh buôn bán không có điều gì đáng lo ngại, thu chi cân đối, bạn có thể bỏ ra khoản tích lũy không nhỏ. Tình hình sức khỏe của những người tuổi Mậu Tuất cũng không có điều gì đáng lo ngại. Nếu có vấn đề thì cũng chỉ là vài bệnh vặt do thay đổi thời tiết, bạn chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng thường xuyên, rèn luyện thân thể để tăng cường sức đề kháng thì không có điều gì cần phải lo cả. Xong tuần mới thì tuổi Mậu Tuất có lẽ sẽ trở nên bận rộn hơn hẳn, bạn sẽ sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức xảy đến với mình và biến chúng trở thành cơ hội để phát triển. Thậm chí nếu làm tốt thì đây còn là một tuần với những thu hoạch gặt hái không tồi. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh hết sức hài hòa. Nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hội, con giáp này dễ gặp được người cùng chí hướng với mình. Nếu hợp tác với những người như vậy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, thành công đến chẳng dễ dàng khi mà khối lượng công việc gia tăng. Chính quan cho thấy, với tinh thần trách nhiệm cao của con giáp này, chỉ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bạn mới dừng bước chân. Không những thế, từ những sai sót bạn rút ra được bài học cho bản thân để hoàn thiện bản thân hơn. Hơn nữa, điểm báo tử vi cho thấy, trong tuần rất có thể bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ kịp thời, nên nếu có mệt mỏi thì cũng chớ vội nản lòng nhé. Rồi bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì sẽ có được thành công như mong đợi. Công việc ở thời điểm này, nhìn chung vẫn đang có những bước tiến trên nhịp nhàng. Nhưng nếu muốn đạt được những bước đột phá rõ ràng hơn, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngoài ra, trong tuần này, nguyệt lệnh lâm thai tượng trưng cho sự thay đổi, chuyển hóa, hứa hẹn vận trình của bản mệnh sẽ ngày càng hanh thông. Nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian tới, tỷ lệ thành công không hề thấp đâu nhé. Dân gian quan niệm tháng cô hồn là tuần xui rủi, dễ hao tài tốn của,
nhưng có vẻ với người tuổi Mậu Tuất thì điều này không đúng lắm. Với người tuổi Mậu Tuất, ít nhất là đường tài lộc của bạn không đáng lo ngại cho lắm, giúp cho bản mệnh có thể yên tâm hơn rất nhiều. Việc kinh doanh buôn bán trong tuần cũng đang khá, tiến triển như kế hoạch, thu chi cân đối. Hơn nữa thì con giáp này còn có khả năng quản lý tài chính khá tốt. Chỉ cần lên kế hoạch chi tiêu khoa học, đảm bảo tích lũy được khoản không hề nhỏ. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bạn được chủ quan đâu nhé. Trong tuần không có tài tinh chiếu mệnh, cho nên tài vận của bạn đang duy trì ở mức ổn định thôi chứ chưa thể vượng phát. Ngoài ra thì tuần này cũng có thể sẽ có người hỏi vay tiền bạn đấy. Hãy tìm hiểu thật kỹ xem mục đích của đối phương có chính đáng hay không. Nếu không thì bạn nên tìm cách từ chối khéo léo để tránh mất cả tình lẫn tiền. Bản mệnh nên nhớ, lúc này là trong thời điểm cô hồn dễ có rắc rối lớn với bất cứ chuyện nhỏ nào, nếu như bạn không cẩn thận. Một lưu ý đó là việc mua nhà cửa, xe cộ, tích trữ vàng nên để sang thời gian khác, tránh gặp phải xui xẻo. Xem phi tinh tuần, bát bạch nhập cung Tây Nam, đây cũng được coi là phương bị vượng tài khí trong tuần này. Vì thế, tuổi Mậu Tuất có thể nên đặt quả cầu phong thủy để kích hoạt từ trường, tích cực, thúc đẩy tài lộc vượng phát. Việc kinh doanh, buôn bán ngày càng thuận lợi, tử vi thắng dự báo, sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất không có gì đáng ngại. Tuy nhiên cần chú ý nhiều tới chế độ ăn uống, tập thói quen ăn đúng bữa, đúng giờ, nhằm hạn chế tình trạng đau dạ dày. Bạn cũng có thể vấp phải một số bệnh vặt do thay đổi thời tiết. Dù không đáng lo ngại nhưng vẫn khiến cho cơ thể mệt mỏi, không có sức sống. Bạn chỉ cần chú ý tịnh dưỡng, thường xuyên rèn luyện thân thể để tăng sức. Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình, Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút, cùng lắng nghe lời Phật dạy về ân đức cha mẹ, để những bậc làm con hiểu và có phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Quý vị thân mến, có người từ nhỏ không chống đối, cãi lời cha mẹ. Cha mẹ có đánh có mắng cũng không hề cãi lại một câu, bởi vì có lòng hiếu thuận như vậy, nên người đó được làm quan lớn, nhưng người đó lại chỉ vì cha mẹ có tiền lương hưu nên không muốn phụng dưỡng cha mẹ. Kết quả, ông người ta dù làm quan lớn nhưng cả đời không có bao nhiêu tài sản, còn chẳng bằng một người giàu có mở cửa tiệm buôn bán bình thường. Đức Phật Thích Ca nói, phụng dưỡng cha mẹ dù chỉ một chốc một lát cũng có thể nhận được phúc báo vô lượng. Ngược lại, cho dù chỉ phạm phải một vài chuyện không hiếu thuận, cũng sẽ phạm lỗi không thể tha thứ. Một người hiếu thảo với cha mẹ, phúc báo của anh là ác sẽ làm quan. Một người biết phụng dưỡng cha mẹ bằng tài sản của mình, khí tài ngày càng sung túc. Thời xưa, mỗi vị quan khi xuất hành đều được che ô dù, cha mẹ tựa như tán ô đó vậy, che chở cho viên quan ấy. Còn kẻ gian thần tham lam nham hiểm, nhiều thói xấu, lại không có lòng hiếu thuận, đường làm quan của kẻ đó sẽ sớm bị chặt đứt. Các triều đại đế vương thời xưa đều vô cùng hiếu thảo, cho nên thường xề hướng đạo lý, chữ hiếu đứng đầu. Bởi vậy nên họ mới làm vua, làm quan lớn nhất, giàu có nhất. Lời Phật dạy về ân đức cha mẹ qua chữ hiếu trong Phật giáo. Trong cuốn kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy về ân đức cha mẹ rằng, phúc báo của những người làm con biết phụng dưỡng cha mẹ là rất lớn. Đức Phật hỏi rằng tại sao ta phải chịu công ơn to lớn của cha mẹ? Đó là bởi vì cha là người đã cho ta giọt máu thành hình người, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ta 9 tháng 10 ngày, cho đến lúc ta cất tiếng khóc chào đời, sau đó lại hết lòng chăm bẵm, nuôi nấng yêu thương ta. Những ân tình đó đối với chúng ta sâu tựa biển, cao tựa núi kia. Nếu như bởi vì con cái không hiếu thuận, người làm cha mẹ dần sinh lòng trách móc, oán giận, thì đó chính là nhân khiến chúng ta bị đẩy xuống địa ngục hoặc chuyển kiếp thành ma quỷ súc sinh. Quả báo thường đến rất nhanh, cho dù có là Đức Phật, Kim Cang, Thiên Tiên đều không thể vãn hồi. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Nếu như có thể nghe theo lời cha mẹ, để cha mẹ vui lòng,
Như vậy sẽ nhận được sự che chở của chư vị thánh thần phúc lộc vô biên. Người như vậy được coi là người trời, hoặc là Bồ Tát chuyển thế, tới để trả ơn cha mẹ. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được coi là hiếu đạo, thì phải hội tụ được cả hai mặt là sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là sự lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng để cha mẹ không bị thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng, kính lễ cha mẹ không được khiến cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi, lòng thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chính đạo để cha mẹ hiểu rõ về thiện lành, thoát khỏi tạp niệm mê tín ra khỏi luân hồi nghiệp báo. Nhờ vậy, cha mẹ được sống an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Nói cách khác, một đời sống hành thiện, tích sức là hiếu hạnh, phát tâm báo ân còn là những điều tà ác, không có đạo đức là bất hiếu. Và đây là lời Phật dạy về ơn đức cha mẹ qua 10 công ơn của cha mẹ. Cha mẹ sinh ra ta có 10 công ơn như sau. Thứ nhất là ơn 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Từ lúc con mới chỉ là giọt máu rồi dần thành hình người mẹ đều hết sức che chở, như đất mẹ ôm con vào lòng. Khi con mới được 1 tháng trong thai, mẹ giống như hạt sương mong manh dính trên ngọn cỏ, sớm mới tụ động mà chưa đã tan, có lòng giữ được. Khi con được 2 tháng ở trong thai mẹ, hình như sữa đặc đã chắc điều gì đâu. Khi con được 3 tháng ở trong thai mẹ, như cục máu đông đặc đỏ ngầu, vô tri vô giác con nào biết chi. Khi con được 4 tháng trong thai mẹ, mới bắt đầu thành dạng thành người. Khi con được 5 tháng trong thai mẹ, con mới đủ 5 hình đủ chân tay đầu óc, con của mẹ. Khi con được 6 tháng trong thai mẹ, 6 căn mới đủ, mắt tai mũi lưỡi thân hình và ý. Khi con được 7 tháng trong thai, mẹ mới sinh đầy đủ 360 đốt xương, cũng là 84.000 chân lông. Thứ hai là ơn lúc gần sinh con ra đời, trải qua muôn vàn vất vả, nặng nhọc, cực khổ, sắp đến ngày sinh nở, mẹ ngồi cũng mỏi, nằm cũng khó, đứng cũng đau. Mẹ sợ hãi, lo lắng khi sắp bước vào giây phút sinh tử cuộc đời. Khi con đến với bụng mẹ được 8 tháng, phủ tạng mới sinh, ý chí mới đủ, chính khiếu mới thông. Khi con đến tháng thứ 9 mới đủ hình người ngồi trong bụng mẹ. Lúc khác con uống nguyên khí, lúc đói con ăn cùng mẹ, sinh tạng rũ xuống, thực tạng hướng lên. Thứ ba là ơn sinh nở, trải qua trăm khổ ngàn cực, cuối cùng mẹ đã đợi đến khi được trông thấy con, thân thể mẹ mở toang, nước mắt và máu hòa đầy. Chờ đến khi nghe thấy tiếng con khóc, lòng mẹ mừng rỡ thay cũng lo lắng thay về tương lai, vẹn tròn tới tháng thứ 10 đến ngày mẹ được nhìn thấy con. Nếu là con, hiếu chấp tay thu hình thuận lối mà ra để không đau lòng mẹ. Nếu là con bạc, dãy dụa vùng vẫy khiến lòng mẹ bút từng cơn, như cào, như câu, như ngàn mũi dao đâm vào gan ruột. Mẹ đau đớn vô cùng, nói sao cho tỏ, sinh được con rồi, mừng lắm, vui lắm con ơi, yêu con của mẹ. Thứ bốn là ơn của đắng mẹ ăn, của ngọt dành cho con, thương con mẹ chẳng tiếc chi. Cay đắng mẹ ăn, ngọt bùi phần con, yêu con mẹ nâng niu như vàng ngọc, âu yếm chẳng rời tay những mông con no, con ấm, mẹ đói rách cũng vui. Thứ năm là ơn suốt đêm chăm con, vì con, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo để con, hai bầu sữa phòng khi con đói khát, hai tay này ủ ấm con khỏi gió sương. Thương con mẹ suốt đêm không ngủ, con say giấc nồng lòng mẹ mới được yên. Thứ sáu là ơn bú mớm nuôi nấng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha mẹ thương con chẳng chê con xấu xí hay xinh đẹp, lành lặn hay quáp tay, quáp chân, sáng tỏ hay câm mù điếc. Bởi vì là con rứt ruột đẻ ra, nên dù thế nào cũng yêu thương con. Thứ bảy là ơn dạy dỗ, cha mẹ dạy con từ thuở lọt lòng, dạy con từ cách cầm đũa, cầm thìa để con tự làm ấm bụng mình, rồi dạy con cầm bút, nắn nót từng con chữ. Con lớn rồi lại dạy con đối nhân xử thế, làm người phải biết hành thiện tích đức, hàm ơn phải báo ơn. Cha mẹ không dạy con báo hiếu cha mẹ cụ thể ra sao,
nhưng phận làm con phải tự nhớ lấy cần chi cha mẹ chỉ bảo. Nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo để thấy chúng ta đã hiểu sai như thế nào. Thứ 8. Là ơn đi xa lòng mẹ thương nhớ. Con lớn rồi, có công việc, có lý tưởng, hoài bão riêng của con. Cha mẹ ở chốn xa nơi quê hương, chỉ biết ngóng trông theo bước con đi, cầu mong con được bình an, suốt đêm thương nhớ, sớm tối vấn vương. Thứ 9 là ơn sẵn sàng hy sinh vì con. Vì con mẹ bồng mẹ bế, nhường cơm xẻ áo, mẹ dù đói rách cũng vui, chỉ mong con lớn tìm bạn hiền mà chơi, tìm người đức mà nên đôi nên lứa. Thứ 10 là ơn cha mẹ trọn đời thương con, công cha và đức mẹ đấy con ơi. Cao sâu tựa trời, cha mẹ già hơn 100 tuổi, đầu óc quên quên nhớ nhớ, vẫn thương con 80, đến khi nào nhắm mắt xuôi tay, lòng cha mẹ thương vẫn chẳng thôi. Một giây quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung ôm trọn đại lộc, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, đúng sau 15 rằm tháng 7 âm lịch năm 2024, được lộc ơn trên, phát tài may mắn, phúc lộc tiền quyển theo nhau kéo về, phất lên vô cùng giàu có. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.